Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Ông Zelensky nói, Nga đang dùng tên lửa và UAV cảm tử tấn công khắp lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky và đại sứ quán Mỹ đã lên tiếng sau khi lực lượng Nga bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái UAV cảm tử và tên lửa nhắm vào nhiều khu vực ở Ukraine. Những UAV cảm tử và tên lửa đang tấn công khắp Ukraine. Kẻ thù có thể tấn công các thành phố của chúng tôi, nhưng sẽ không thể hủy diệt chúng tôi, Tổng thống Zelensky tuyên bố hôm 17 tháng 10. Tổng thống Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương. Tờ Guardian chia sẻ, có vụ nổ tại quận Sechenkiv ở trung tâm thủ đô. Cảnh báo không kích vẫn tiếp diễn, hãy ở nơi trú ẩn. Thị trưởng Lysko viết trên Telegram. Thị trưởng Lysko sau đó nói rằng vụ tấn công mới có thể khiến ít nhất một người thiệt mạng và ba người bị thương. Theo AFP, ông Andrei Yamak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine viết trên Telegram xác nhận vụ tấn công mới tại Kiev được tiến hành bởi những UAV cảm tử. Sechenkivsky cũng chính là quận hứng hỏa lực khi Nga ồ ạt phóng tên lửa vào nhiều thành phố ở Ukraine hôm 10 tháng 10, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Kiev. Đại sứ quán Mỹ ở Kiev đã lên án cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào Kiev và những thành phố khác của Ukraine trong hôm nay, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đứng về phía người dân Ukraine. Cũng trong hôm nay, quân đội Ukraine cáo buộc UAV và tên lửa thuộc Nga đang nhắm vào nhiều thị trấn và thành phố của nước này. Ước tính các lực lượng Nga đã phóng 2 tên lửa và tiến hành 26 cuộc không kích, thực hiện hơn 80 cuộc tấn công bằng góc khác. Trong 13 giờ qua, quân đội Ukraine đã bắn hạ 37 UAV Shahed-136 thuộc Iran và 3 tên lửa hành trình do các thành phần khủng bố Nga phóng. Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay trong một tuyên bố hôm nay, hiện chưa có thông tin và các phản ứng của Nga về các cáo buộc nói trên. Trước đó, khi phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Astana, Kazakhstan, ngày 14 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hiện không cần tiến hành thêm những cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine như Moscow đã làm trong 2 ngày 10 và 11. Ông Putin lý giải rằng quân đội Nga đang theo đuổi những mục tiêu khác vì chỉ có 7 trong 29 mục tiêu do Bộ Quốc phòng Nga chỉ định không bị đánh trúng trong cuộc tấn công đó. Trong khi đó, Iran hôm nay tuyên bố nước này không cung cấp cho Nga loại UAV được dùng để tấn công Ukraine. Thông tin về việc Iran cung cấp UAV cho Nga có ý đồ chính trị và bị các nguồn phương Tây lan truyền. Chúng tôi không cung cấp vũ khí cho bất kỳ quốc gia nào đang trong tình trạng chiến tranh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani phát biểu trong một cuộc họp báo. Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chúc tất cả các anh chị em và các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Đừng quên đăng ký, like cũng như chia sẻ. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi.